Ok, chào mừng mọi người quay trở lại với cái kênh YouTube của mình. Như video trước mình đã có đề cập đến cái việc là xác định cấu trúc như thế nào cho nó đúng theo cái nghĩa cơ bản của nó. Có nghĩa là gì? Mình sẽ nhắc lại, đó là trên tăng mình cần nó pha đỉnh. Pha đỉnh, ý là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Tương tự trên giảm mình sẽ ngược lại. Thì câu hỏi đặt ra là ok, khi nào thì cái mức thấp này được xác nhận? Vì là có nhiều trường hợp mọi người sẽ thấy là nó sẽ đi như vậy, nó sẽ đi như thế này, thì có rất là nhiều mức thấp ở đây, thì đâu mới là cái mức thấp đúng? Cái này nó là một cái cách xác định cấu trúc theo cái phương pháp mới, theo cái cách mới của mình mà mình đã đề cập rồi. Thì bây giờ là mình sẽ ok, mình sẽ giải thích lại trong cái chuỗi video mới này, ý là mình sẽ làm mới lại từ đầu những cái mà mình sẽ áp dụng vào đây để cho mọi người có một cái liên kết với nhau, một cái mạch đi từ trên xuống dưới. Khi mà có nhiều người comment là gì, không biết bắt đầu từ đâu, không biết xem bắt đầu từ đâu. Danh mục thì mình cũng để từng danh mục là cấu trúc rồi, là cung cầu rồi các thứ rồi. Nhưng mà bây giờ là mình muốn tổng hợp là ví dụ như mọi người muốn chạy theo SMC thì mọi người chỉ cần xem một cái danh sách này thôi là sẽ có thể là chơi được rồi. Thì hôm trước là mình có biết được là xu hướng tăng nó như nào và xu hướng giảm nó như thế nào, thì bây giờ sẽ đi đến là gì, xác định cấu trúc hợp lệ. Khi nào thì cấu trúc đấy được xác nhận, có nghĩa là một cái đỉnh được xác nhận hoặc là một cái đáy được xác nhận, được chưa? Rồi, ở đây thì mình có là gì, ok, mình có theo kiểu bình thường nha, vì là cấu trúc bình thường thì nó chỉ đơn giản là như thế này thôi, thì ai cũng nhìn ra rồi. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ không đi như này, mà thực tế nó sẽ đi rất là ngoằn nghèo, nó sẽ đi rất là nhiều kiểu đấy, nó đi rất là nhiều kiểu. Ví dụ như này, như này chẳng hạn, đấy như này chẳng hạn, chưa? Đấy thì mình, cái việc của mình là cần phải xác định được được là ok, đâu là cái mức đúng, đâu là mức cao đúng, đâu là đáy đúng và đâu là đỉnh đúng, chưa? Thì thị trường nó đi như này mà, chứ không phải đi đơn giản như này đâu. Đơn giản như này thì dễ quá, mà nó sẽ đi rất là ngoằn nghèo, và mình và nó sẽ gây ra cho mình những cái sự phân vân, không biết đâu mới là đúng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách để xác định đâu là một cái cấu trúc hợp lệ, một cái mức thấp hợp lệ hoặc là một mức đỉnh hợp lệ, đáy hợp lệ hoặc là đỉnh hợp lệ. Đấy thì ở đây mình có một cái quy tắc, đó là gì? Mức thấp, ý là cái đáy này này không được xác nhận khi mà nó không phá vỡ mức cao gần đây, mức cao gần đây. Mức thấp, yên đáy đi, không được xác nhận khi nhịp pullback, nhịp hồi về không phá vỡ mức cao gần đây. Mức cao gần đây có nghĩa là cái cấu trúc nhỏ hơn đấy, được chưa? Đây, đáy không được xác nhận khi nhịp pullback không phá vỡ mức cao gần đây. Ví dụ như ở đây mình có ở đây là nó BOS đi, đây là một cái đáy cũ, một cái đáy cũ và đây là BOS. Vậy cái nhịp thấp mới này nó có được xác nhận là một mức thấp hay không? Thì mình sẽ quay về mình tìm ở mức cao gần đây nó là mức nào. Thì đây, đây là mức cao gần đây. Thì cái nhịp pullback này nó lên, nó có quét cái mức cao gần đây không? Đây, cái này phải thấp hơn. Đấy, thì cái mức thấp này, cái nhịp pullback của nó ấy, nó có quét qua cái mức thấp gần đây hay không? Thì đây là không quét đúng không? Không quét thì nó sẽ gì? Không được xác nhận, thì nó sẽ không được xác nhận là một mức thấp, không được xác nhận là một mức thấp đấy, không được xác nhận nha, vì nó không quét mức thấp, thì cái mức thấp này sẽ là loại không được tính. Ok, thì mức thấp này là sẽ không được tính. Rồi tiếp tục, cái mức thấp mới này bị phá, cái mức thấp năm mới này bị phá, thì mình sẽ đi xét tiếp là gì, ok, cái mức thấp này nó có phải là một đáy không? Thì mình cũng quay lại tương tự, đó là gì, ở cái đỉnh này nó có bị phá không? Không đúng không? Cái đỉnh cao gần đây này là không đúng không? Thì đây cũng không được tính. Rồi tiếp theo mình cũng có một cái mức thấp hơn ở đây, là cái mức thấp này, thì mình cũng tương tự là gì, tìm cái đỉnh thấp nhất gần đây của nó ở đâu, cái mức cao gần đây nhất của nó ở đâu, thì nó ở đây. Thì đến đây là gì, ok, nó đã xác nhận cho mình là này, nó đã quét cái mức cao gần đây rồi, thì đến đây mới là cái mức thấp của mình, đến đây mới là cái mức thấp của mình. Còn những cái mức này là không được tính,
sẽ không được xác nhận là một cái đáy. Ok chưa? Rồi, thì khi mọi người có một cái đáy rồi thì để tìm đỉnh thì tìm đỉnh thế nào? Ok, thì có thể là gì? Kéo từ đáy lên trên cái đỉnh này, trên cái đoạn mà phá vỡ cấu trúc này. Mức nào là mức cao nhất? Thì đây là mức cao nhất, thì đây sẽ là gì? Đỉnh của mình. Đây sẽ là cái đỉnh của mình. Đó, rồi tiếp tục. Mình muốn nó tăng đúng không? Hoặc là mình muốn nó giảm thì nó phải bắt buộc nó phải phá vỡ cái mức cao ở đây là cái mức swing của mình ở đây. Thì đến đây nó có phá không? Không, không phá và sau đó đi xuống. Đi xuống thì sao? Ok, nó phá vỡ cấu trúc ở đây này. Bot ở đây. Rồi, bot ở đây mình thì tiếp tục là gì? Ok. Bot thì mình có một cái đáy mới thì lại quay về xác nhận là xem là đây có phải là một đáy mới hay không bằng cái việc là nó có quét đỉnh cũ hay không, mức cao cũ hay không, mức cao gần đây hay không. Thì đây quét đúng không? Ok, quét thì đây sẽ là xác nhận là một cái đáy, xác nhận là một cái đáy. Và tiếp tục là gì? Mình sẽ kéo lên để xem cái đỉnh của mình ở đâu, xem cái đỉnh của mình ở đâu. Thì đây sẽ là cái đỉnh của mình. Thì ví dụ như trên chart là cái đỉnh này thấp hơn một tí thì cho nó dễ dễ nhìn, dễ nhận biết đấy, được chưa? Thì đây sẽ là cái gì? Cái đỉnh của mình. Vì sao? Khoảng khoảng cách từ đáy này lên lên trên cái lên trên cái đoạn BOS này thì đây thì cả cái đoạn này thì đâu là mức cao nhất, thì đây là mức cao nhất, thì đây sẽ là cái đỉnh của mình đấy. Thì cái cấu trúc của mình sẽ là gì? Sẽ là cái kiểu đây. Nó đang giảm mà mình đã tăng thì nó hơi khó nhìn đấy. Thì cấu trúc của mình ấy nó sẽ đi theo dạng như này, ví dụ trước này là có một cái chen rồi đấy. Thì đây đây sẽ là cái cấu trúc chính của mình chứ không phải là cấu trúc nhỏ, chứ không phải là những cái nhịp nhỏ 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 như này là mình nói là gì, đây là nó kết thúc giảm rồi nó sang tăng, hoặc đây là kết thúc tăng sang giảm được, mà mình phải cần biết được đâu là cấu trúc đúng của nó. Khi xác định được đúng cấu trúc thì cái việc tìm NG sẽ rất là dễ dàng và tỷ lệ thành công nó khá là cao, nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì đây là cách xác định là một cái đáy. Còn xác định đỉnh thì sao? Đỉnh thì ngược lại. Đáy thì mình xác nhận là gì? Không được xác nhận khi mà cái nhịp pullback đấy không phá vỡ mức cao gần đây. Còn xác nhận đỉnh thì ngược lại. Đỉnh có nghĩa là gì? Một cái đỉnh được xác nhận khi nó phá cái mức thấp gần đây. Nghĩa là nó quét cái mức thấp gần đây. Nó phá nhá, là chỉ cần là gì? Quét dâu lên thôi chứ không cần phải là lên BOS. Chỉ cần quét dâu lên thôi. Nghĩa là nó quét thanh khoản đấy. Là ok, được tính nó là xác nhận rồi. Ok chưa? Đấy thì đây là gì? Xác nhận đáy. Còn đỉnh thì ngược lại. Đỉnh thì ví dụ như mình có đây. Cấu trúc của mình nó sẽ như thế này. Tăng lên chẳng hạn. Xong bắt đầu là gì? Nó cho mình là những cái cấu trúc con. Những cấu trúc con như thế này. Đấy, sau đó là tăng lên. Rồi tiếp tục như vậy, nó cứ tiếp tục như vậy. Đấy. Ok chưa? Rồi. Thì ví dụ như ở đây mình có một cái đỉnh ở đây, đỉnh swing ở đây. Rồi, thì đến đây là mình bắt đầu là gì? Có BOS. Và dịp giả dụ là cái đáy dưới này là được xác nhận rồi nha. Đấy được xác nhận nha. Thì đây là chân tăng mà. Ok, thì cái đỉnh tiếp theo mình sẽ tìm hiểu là ok, xác nhận là cái đỉnh này có được xác nhận là một cái đỉnh không bằng cái việc là gì? Quay về nhìn xem cái mức thấp của nó. Đây mức thấp của nó đây. Nó có bị quét qua không? Thì ở đây là không bị quét qua. Không bị quét qua thì có nghĩa là gì? Cái mức này sẽ không được tính, thì cái đỉnh này sẽ không được tính là đỉnh, mà mình sẽ gì, đợi tiếp nó phá tiếp cái đỉnh mới này này. Đó, rồi mình sẽ quay về mình xem là gì, ok nó có phá cái mức thấp gần đây hay không. Thì mức thấp gần đây của mình ở đâu? Ở đây. Thì đây là gì? Nó đã quét qua cái mức thấp gần đây rồi, thì ok bây giờ mình mới có một cái đỉnh hoàn chỉnh, mới đúng là một cái đỉnh của mình. Đấy, rồi tiếp tục như vậy, tiếp tục xét tiếp như vậy. Rồi cái đỉnh này đấy, nó có quét hay không? Có quét đúng không? Có quét thì nó sẽ là một đỉnh, còn nó không quét thì nó sẽ không được tính là đỉnh đấy. Thì đỉnh không được xác nhận khi mà cái nhịp pullback của nó không phá vỡ mức thấp gần đây, mức thấp gần đây, được chưa? Đấy, và mọi người cần quan tâm đến một yếu tố nữa, đó là gì? Bot. Bot thì bắt buộc phải bót bằng thân nến, thân nến. Còn dâu nến thì sẽ không được tính, mình không sử dụng dâu nến, người khác có thể dùng nhưng mà bản thân mình là mình sẽ không dùng, mà mình cần nó phá bằng một cái thân nến, được chưa? Đấy thì đây là gì? Ở cái cách xác nhận cấu trúc
thế nào cho nó chuẩn. Đấy thì ở đây cấu trúc của mình nó sẽ không đi như thế này, không đi zích zắc zích zắc zích zắc như thế này, mà cấu trúc đúng của mình là sẽ đi như thế này. Đấy. Ok chưa? Đấy, nó sẽ đi như vậy. Nó sẽ đi như vậy. Đấy, thì cấu trúc của mình nó sẽ đi như vậy này, chứ không phải là những cái cấu trúc con này là mỗi lần BOS là mình mà là mình bắt đầu là tìm buy sell như thế thì nó sẽ không đem lại cho mình tỷ lệ cao. Thì đây là cái cách xác nhận đỉnh đáy của mình. Ok, rồi. Thì video tiếp theo thì mình sẽ nói về việc là xác định chân trạc. Xác định cấu trúc như chân trạc để cho mọi người có một cái nhìn nó khái quát nhất, nó dễ hình dung nhất. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn mọi người vào video lần sau.